Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết ngày 28 tháng 7 của chúng tôi. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ nay đến ngày 20 tháng 8, ngoại trừ khu vực Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ, các khu vực khác sẽ có nhiều ngày mưa rào và dông. Trong đó có khả năng xuất hiện một số đợt mưa vừa, mưa to diện rộng kéo dài khoảng từ 2 đến 4 ngày. Cả ba miền trên cả nước vẫn tiếp tục đề phòng các hiện tượng dông, lốc sét, mưa đá. Cơ quan khí tượng cảnh báo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như bão, áp thấp nhiệt đới, gió mùa Tây Nam có khả năng gây ra gió mạnh, sóng lớn, ảnh hưởng đến các hoạt động trên khu vực Biển Đông. Về xu thế mưa, khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có tổng lượng mưa ở mức cao hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 5 đến 20%. Tổng lượng mưa khu vực Trung Bộ phổ biến ở mức thấp hơn từ 20 đến 40% so với trung bình nhiều năm. Cũng theo dự báo, từ khoảng đêm ngày 28 đến ngày 31 tháng 7, Bắc Bộ có khả năng xuất hiện mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Khu vực Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Khu vực Bắc Trung Bộ, từ khoảng ngày 29 tháng 7 đến ngày 5 tháng 8, có mưa rào và dông rải rác. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Mưa dông thường xảy ra vào thời điểm chiều tối. Tiếp theo chương trình sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực trong ngày hôm nay 28 tháng 7. Thủ đô Hà Nội, ngày nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 38 độ. Phía Tây Bắc Bộ, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Phía Đông Bắc Bộ, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, vùng núi và trung du có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Khu vực Tây Nguyên, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Khu vực Nam Bộ, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Tiếp theo chương trình sẽ là thông tin thời tiết của một số tỉnh, thành phố trên cả nước.